Trong Phật giáo, thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tượng trưng cho trí huệ rộng lớn, khôn ngoan, dễ dàng nhìn thấu sự vật sự việc. Nhờ thế mà những người trì tụng thần chú này có thể nhìn thấu rõ mọi sự vật sự việc trên đời. Chính vì vậy, những người trì tụ thần chú này có thể thấu rõ mọi việc trong cuộc sống, từ đó đi đến giác ngộ và giải thoát. Để thấy rõ được sự nhiệm màu của thần chú, hàng Phật tử chúng ta phải năng trì tụng 49 hoặc 108 lần mỗi ngày, sẽ giúp chúng ta tăng trưởng trí tuệ, tránh được tham, sân, si. Mọi người quý mến, tích cực và may mắn trong cuộc sống. Di sản không gian Phật giáo Bửu Liên.